quán này anh bao, chồng này anh lo. Bữa tiệc này, bữa tiệc này rất là ý nghĩa đối với thầy cô ở đây, em cũng cảm thấy như vậy. Dạ, cho mình nâng ly chúc mừng. Biệt danh là chiến thần lớp nghệ, tuy rằng lên sân khấu không nhiều bằng mọi người nhưng mà ca khó nào em cũng vượt qua. Chúc mừng. Tôi bị sốc hả? Chúc mừng. Có bị sốc luôn à? Đừng có bệnh như quá. Em bị gì trời? Tên là Tuấn, sinh năm 2000, cũng bằng tuổi với bạn Trực. Thì em mới gặp thầy Hải được khoảng hơn 1 năm và được thầy Hải dẫn dắt làm việc cùng là khoảng 7 tháng. Thì thật sự là cảm ơn thầy Hải nhân ngày 20 tháng 11. Cũng cảm ơn thầy Hải, chị Thư cùng các anh chị ở đây đã hỗ trợ em. Mong mọi người hỗ trợ em nhiều hơn. Nhưng mà cho giấu cái tuổi nha mọi người. Cái này trầm cảm lắm. Thì mình tên là tên Ngọc Thúy ha. Thì số tuổi thì nay nãy đa số là lớn hơn mọi người. Nên là thì
anh chị. Vậy Xuân đã làm với anh chị rất là lâu rồi. Hôm nay có dịp. Em cũng không biết nói gì chứ. Em cũng không biết nói gì nữa. Ngày xưa ngày này là em sẽ là phục vụ cho mọi người. Mọi người sẽ đi ăn tiệc, nhưng mà bữa nay em được đi ăn tiệc, mình là người chủ được tham dự buổi tiệc ngày này luôn thì em rất là vui. Một người Nhớ Nhớ